Xin chào quý anh chị đầu tư nhé. Hôm nay kênh Đất Xảo Giá Rẻ SK Đắk Lắk tiếp tục gửi đến quý anh chị đầu tư một sản phẩm đầu tư bất động sản nữa, có nguồn thu nữa, có vị trí tọa lạc tại ET SK Đắk Lắk. Thì trên đất có gì? Mời quý anh chị đầu tư xem về tiếp theo. Tổng diện tích của lô đất là 3 hecta sổ đủ. Hiện tại trên đất thì đã có 2 cái ao đây để phục vụ tưới nước. Có nhà. Đấy. Và hiện tại trên đất là trồng toàn bộ nhãn và vải. Đấy. Hệ thống nước thì đã đầy đủ. Đây, từng gốc. Đấy, đã bỏ phân. Đấy. Yeah. Toàn bộ vị trí lô đất đây. Thì cỏ này người ta không phát là do để cho nó đỡ thoát nước. Đấy, để cho cây đỡ thoát nước. Đấy. Đấy. Và phát đi thì nhìn cực kỳ là đẹp và cũng khá bằng phẳng. Đấy. Đấy. Từ vị trí lô đất thì đi tới đường bê tông khoảng 3,5 km. Đấy. Cái quốc lộ 26 là 6 km. Đường ô tô đi vào tận tận nơi luôn, bán tải đi vào thoải mái luôn. Đất thì bám theo cái đám cây kia. Đám cây tốt kia. Đấy. Vòng lên cái đám cây kia. Đấy. Và đi vào cái vườn nhãn này. Thì giá hiện tại của lô đất là 400 triệu trên 1 ha. Sổ sách giấy tờ pháp lý đầy đủ. Đấy. Quý anh chị đầu tư quan tâm liên hệ với số điện thoại là 0916270087, kênh Đất Xảo Giá Rẻ SK Đắk Lắk để nhận được thêm thông tin. Đấy. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.